Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số mẫu nhẫn nam nha. Vàng 18K. Giá vàng 18K hôm nay là 3.560.000 một chỉ nha các bạn. Đây là nhẫn đúc tầm từ khoảng 2 chỉ cho tới 4 chỉ nha. Đây có một chiếc nhẫn siêu đẹp, nhẫn này 3 chỉ là chính thôi, tầm khoảng 12 triệu nha. Đây rất là sáng luôn. Nhẫn này bên trên có mạch kim nha. Đây. Bên trong có giáp hồng nè các bạn. 3 chỉ là chính. Đây chiếc này cũng có xi mạ nè các bạn, xi bạch kim lên nha. Nhưng bản chất của nó vẫn là vàng nha các bạn. 2.96 tầm khoảng 11 triệu mấy, gần 12 triệu nha. Đây có chiếc này cũng nhẫn đúc nữa các bạn, 3.68 thì tầm khoảng 14 triệu. Bên trong cũng có giáp lồng luôn nha. Đây có chiếc này cũng xi bạch kim lên nè các bạn. Chiếc này 2.42 thôi, tầm khoảng hơn 9 triệu một chút xíu nha. Đây, chiếc này thì có một chủ nha các bạn, chiếc này 2.5 triệu thôi, tầm khoảng gần 9 triệu nha. Đây chiếc này cũng rất đẹp nha các bạn, chiếc này có 2.12 triệu thôi, tầm khoảng 8 triệu nha. Bên trong cũng có giáp lông luôn nha các bạn. Đây chiếc này cũng xi mạ hai bên nha các bạn, 2.75 triệu, tầm khoảng hơn 9.5 triệu nha. Đây có những nút cong rồng rất là đẹp nha các bạn, 4.02 triệu, tầm khoảng 15.5 triệu nha các bạn. Giá tiền công mỗi chiếc thì tầm khoảng từ 450.000 cho tới khoảng 750.000 nha. Đây có một chiếc này cũng xinh đẹp này, một màu vàng nhạt nha. Chiếc này 3.99 triệu, 4 chỉ tầm khoảng 15.5 triệu đến 16 triệu nha. Đây rất là sáng luôn. Nam đeo rất là ngầu nha các bạn. Màu này đang hot nha. Màu hộp đá này đang hot nha các bạn. Đây chiếc này cũng 2.96 triệu, tầm khoảng gần 12 triệu nha. Đây thêm một chiếc hộp màu nâu nữa các bạn. Đây 2.98 triệu thì tầm khoảng gần 12 triệu nha. Đây rất là đẹp. Màu này đang hot nha các bạn. Đây thêm một chiếc màu vàng các bạn, chiếc này cũng 2.69 triệu luôn, tầm khoảng hơn 9 triệu chút xíu nha, tầm khoảng 9.5 triệu. Đây có một chiếc này 2.73 triệu, tầm khoảng 9 triệu mấy nha các bạn, gần 10 triệu nha. Rất là nhiều mẫu luôn. Mình có một mẫu con rắn này rất là đẹp nha các bạn, con rắn này cũng nhẫn đúc luôn nha. 3.02 triệu thì tầm khoảng 12 triệu thôi. Đây các bạn. Đây có chiếc nhẫn hình con chuột này các bạn. Đây nhẫn này 2.55 triệu thôi, tầm khoảng hơn 9 triệu nha. Giá là mình tính giá tiền công rồi nha các bạn. Đây một chiếc con rồng cũng siêu đẹp này. Chiếc này 4.02 triệu, tầm khoảng 15.5 triệu nha. Đây có chiếc hình cây kiếm này các bạn, chiếc này 2.1 triệu thôi, tầm khoảng gần 8 triệu nha các bạn. Đây có một chiếc con rồng nữa các bạn, chiếc này nó rồng nữa này, 3.41 triệu thôi, tầm khoảng 14 triệu nha. Đây có một chiếc con rồng này cũng rất đẹp các bạn, chiếc này 2.52 triệu, tầm khoảng 9 triệu nha. Đây có một chiếc nhẫn đầu con sư tử, chiếc này tới 3.68 triệu, tầm khoảng 14 triệu hơn một chút xíu nha. Đây có chiếc này cũng đầu rồng nữa bạn, chiếc này 2.72 triệu, tầm khoảng 9 triệu nha. Siêu đẹp, bên trong có giáp lồng hết luôn nha.
đa số nhân nam bây giờ là đều có giác lồng hết nên đeo sẽ không sợ bị cấn tay nha các bạn. Đây có một chiếc này cũng rất là ngầu nữa các bạn. Chiếc này 2.97 triệu thôi, tầm khoảng gần 12 triệu nha. Đây, đơn giản mà đẹp đúng không ạ? Nhẫn vuông này nam đeo lên tay rất là đẹp nè. Đây có chiếc này 3.12 triệu thôi, rất là xinh. Tầm khoảng 12 triệu nha các bạn. Đây nam đeo rất là ngầu nè, bên trong có giáp lồng luôn nha. Đeo nó không sợ bị bén hoặc là bị cấn tay nha các bạn. Đây có những chiếc nhẫn đơn giản nè. Chiếc này 2.61 triệu thì tầm khoảng 8.5 triệu nha các bạn. 8.5 triệu, 9 triệu nha. Đây có một chiếc nội lỗ mới về đó các bạn. Chiếc này 2.70 triệu thì tầm khoảng hơn 9 triệu nha. Đây. Rất là ngầu. Đây có một chiếc con bọt cạp đó các bạn. Chiếc này 2.90 triệu tầm khoảng 11.5 triệu nha các bạn. Hai bên cũng có ốp lưng luôn á, ốp má hông luôn nha, con bò cạp luôn nha. Đây có một chiếc này rất là lạ các bạn, chiếc này 2.53 triệu tầm khoảng hơn 9 triệu nha các bạn. Đây. Đây có một chiếc nhẫn cung rồng các bạn, chiếc này cũng rất là độc nè. 2.94 triệu thôi, tầm khoảng hơn 11.5 triệu nha. Đây có một chiếc nhẫn chữ phúc nữa các bạn, chiếc là 2.98 triệu thì tầm khoảng gần 12 triệu nha. Đây bên trong có giáp lồng luôn nha. Đây có chiếc này cũng rất là ngầu này, có cũng có hộp đá nhưng mà rất là đẹp các bạn. 3.99 triệu gần 4 triệu thì tầm khoảng 15.5 triệu nha. Có chiếc này hình con bọt cạp nữa bạn, 1.91 triệu thằng đúc nha, không nhưng mà không có giáp lồng nha các bạn. Chiếc này tầm khoảng gần 7.5 triệu nha. Rất là nhiều mũ luôn các bạn, các bạn có dịp ghé thăm tiệm vàng mình nha. Tiệm vàng mình ở Đồng Xoài, Bình Phước nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn nha.